Pháp năm 81, 82 thì có duyên về chùa, rồi sau đó 84 thì được xong cho xuất gia 84. Kiểu sư cô tên là sư cô Thông Nghĩa, từ Việt Nam qua đây, được cô xuất gia từ
lúc 12 tuổi. Là sư cô đã có duyên đi chùa, và cũng đi chùa là từ lúc nhỏ xíu, nhỏ hơn là đã đi gia đình Phật tử giống như mấy bạn gia đình Phật tử ở tại Khánh Anh như vậy đó. Thầy muốn tìm một cái ngôi chùa là tâm linh. Thì xưa hồi nhỏ thì ở chùa là nhà cũng gần chùa, Thích Ca Phật Đài ở Vũng Tàu. Tại đó thầy cũng đi chùa thường, mà khi qua tới Pháp này thì cũng muốn về chùa, thầy đi thăm chùa. Rồi khi mà thầy đến chùa Khánh Anh rồi thầy thấy cái ngôi chùa sinh hoạt cho cộng đồng, nhất là cái thời đó là giúp đỡ những người mà vượt biên, những cái nơi mà cho những người mà tị nạn về đó rất là đông. Mà với cái khung cảnh của chùa mình là phụng sự cho tất cả mọi người trên nước Pháp và các nơi. Thật ra ta thấy hình ảnh của sư ông mà đối với làm việc mà với phụng sự cho quê hương dân tộc, thật ra tình mến đó thì vậy đây. Chùa mình đó thì xong đặt chân đá thì 1995, nhưng mà khi mà mình hình thành đó thì tới 2013 thì xong ra đi. Thì sau đó xong ra đi thì quý thầy của giáo hội nói tiếp. Thì sau đó thì bộ trưởng đệ nhất chủ tịch Âu Châu và đệ nhị chủ tịch Âu Châu thì có cử thầy về đây để lo công chuyện hội sự từ năm 2015. Chùa Ba Nhơ thì cái thời mà thầy đến á, là ngôi chùa cũng xây xong rồi, chính điện xong rồi. Thì theo thầy được biết á, thì năm 1973 xong bắt đầu thành lập một cái niệm Phật đường tại ở Cơ Ca Săn. Thì sau đó thì chùa cũng phạm vi nó nhỏ quá, rồi bà con ở ngày càng đông, địa phương dùng xung quanh họ cũng thấy mình cũng ồn ào đó. Thì sau cùng xong mới đi tìm một cái chỗ khác. Thì cái duyên là được cái miếng đất ở chùa Khánh Anh hiện tại ở Ba Nhơ đó, thì có cái nhà nhỏ có sẵn, từ cái xong mới phát nguyện làm thêm cái chánh điện. Vì chánh điện mà khi mà về đó là năm 1977 là xong bắt đầu xây cất, thì cho tới lúc mà thầy qua đó thì năm 82 thì thấy chùa đã hoàn thành rồi. Thì việc tu tập thì nói chung thì lúc mà mới phát tâm xuất gia đó thì cái lý tưởng mình rất là cao quý, mình rất là mơ ước nhiều cái. Thì khi mình làm việc là mình vô đó thì có nhiều cái vấn đề mà đầu tiên á mình chưa quen, mình chưa có tiếp xúc ở cái đời sống của trong chùa, thì lúc đầu cũng hơi mệt mỏi. Nhưng mà sau đó rồi thì mình cứ nghĩ là khi mình đã về chùa rồi mình tu hành là mình tất cả mình phục sự cho Tam Bảo, rồi mình tu để mình cầu sự giải thoát. Thì từ đó thì những cái khó khăn gì đó mình vì mọi chuyện lớn thì mình có thể bỏ ra như vậy, mình không có bị vướng mắc những cái điều đó. Còn cái chuyện mà buồn phiền vui thì mình là thế gian là làm sao không có, nhưng mà mình biết cái mục đích của mình là mình tu để làm cái gì, cầu sự giải thoát và mình phụng sự cho Tam Bảo, cái đó điều quan trọng. Thì nhờ mấy cái đó thì mình lướt qua những cái chuyện. Thứ nhất đó là môi trường và khí hậu ở bên Việt Nam dưới đây thì khác nhau hoàn toàn, cho nên đời sống nó cũng ảnh hưởng đến cái đời sống của tu sĩ rất là nhiều. Rồi giống như giờ tu tập á, thì bên Việt Nam phải sớm hơn và tối nghỉ sớm hơn ha. Còn bên này thì cái giờ nó trễ hơn, giả tỉ như khuya ở đây 6 giờ tụng kinh hoặc là 5 giờ rưỡi ngồi thiền, còn bên Việt Nam là 3 giờ rưỡi hoặc 4 giờ là đã dạy tụng kinh rồi. Còn tu tập thì nếu mà đã một người tu sĩ thì nơi đâu mình cũng tu tập được. Dù làm Phật sự thì nó có nhiều cái, giả tỉ như đi thuyết giảng hay là làm những công việc phụ giúp cho Tam Bảo thì cũng đều là làm Phật sự cả. Ở đây giống ở chùa Khánh Anh này phải làm những món đồ chay để gây quỹ để bảo trì cái chùa, đó là cũng một phương pháp. Nếu mình có khả năng thì mình cũng có thể thuyết giảng vào những buổi quân tu thọ bát, thôi những buổi của gia đình Phật tử sinh hoạt, quý thầy cô có thể sinh hoạt chung để chia sẻ những kinh nghiệm Phật pháp với nhau.